thường quán hạ đồ nhạc linh hòa hôm nay con bán con đi tìm thầy ông hòa thượng tu sĩ
Nếu thế rồi thượng thừa sĩ có ông giao trách nhiệm giáo hội cho mình thượng thừa sĩ rồi tối nay ông ngủ mong rồi đó, mà có ông được ông yêu con đi kiếm thượng thừa sĩ nữa, dạ, ông phải ban kia kiếm chức, dạ, muốn nói là khi còn khó ban kia kiếm, dạ, nghĩ vọng nó, dạ. Hôm nay tôi mừng con trước là cái nặng lại đi nhiều việc lung tung lắm thì cháu ở bên ngoài rồi cứ vậy mà kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể các phật tử trong và ngoài được, như quý vị đã nhìn rõ hình ảnh của đức đệ ngũ văn thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thủng xếp trực tiếp truyền trao trách nhiệm lãnh đạo giáo hội cho hòa thượng Thích Tuệ Sĩ tiếp nối ngài để lo việc giáo hội khi ngài biến đi, mà hình ảnh đã hiện rõ. Bây giờ chúng con xin cung thỉnh hòa thượng Thích Thiện Minh cung tuyên giáo chỉ quyết định của đức đệ ngũ văn thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất giao phó trách nhiệm cho hòa thượng Thích Tuệ Sĩ bằng văn bản chính thức theo nguyên tắc hành chánh của giáo hội. Xin cung thỉnh hòa thượng Thích Thiện Minh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, viện Tăng thống, chùa Từ Hiếu, 59 lô đê, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Sài Gòn, Phật lịch 2563, số 19 VTTTTTGC, giáo chỉ chuẩn y hội viên hội đồng giáo phẩm trung ương huyện Tăng Thống, đệ ngũ Tăng Thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chiếu điều 13 chương thứ 4 của hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bản tu chỉnh lần cuối thông qua ngày 4 tháng 12 năm 2015, chiếu điều 4 chương 1 của quy chế hội đồng giáo phẩm trung ương, văn phòng huyện Tăng Thống ban hành năm Tân Mão Phật lịch 2555, dương lịch 2011. Nay ban hành giáo chỉ điều 1 cung thỉnh hòa thượng Thích Tuệ Sĩ đăng lâm pháp tịch trong cương vị thành viên hàng trưởng lão hội đồng giáo phẩm trung ương huyện Tăng Thống. Điều 2, giáo chỉ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, văn phòng huyện Tăng Thống và hội viên hội đồng giáo phẩm trung ương chiếu theo nhiệm vụ mà thi hành giáo chỉ này. Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, ngày 12 tháng 5 năm 2019, tức ngày 8 tháng 4 năm Kỷ Hợi, đệ ngũ Tăng Thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Sa môn Thích Quảng Độ ấn ký. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, huyện Tăng Thống, chùa Từ Hiếu, 59 lô đê, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Sài Gòn, Phật lịch 2563, số 14 QD TTVTT, quyết định ủy thác quyền điều hành huyện Tăng Thống, đệ ngũ Tăng Thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, căn cứ vào hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bản tu chính lần cuối thông qua ngày 4 tháng 12 năm 2015 với lý tưởng hòa bình bất bạo động của giáo lý Đức Phật, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời năm 1964 với lập trường kiên định và thuần khiết là để phụng sự nhân sinh và dân tộc. Vì vậy,
vận mệnh của giáo hội tùy thuộc vào vận mệnh của dân tộc. Đất nước Việt Nam sẽ thoát qua cơn quốc nạn và pháp nạn, không thể nào đứng ngoài quy luật tất yếu của thịnh suy. Căn cứ vào hiện tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiện nay, Viện Hóa đạo đã tạm ngừng hoạt động, duy chỉ còn một mình tôi đứng đầu Viện Tăng Thống và Giáo hội, với sự truy diệt tận cùng của nhà nước Cộng sản. Căn cứ vào tình hình sức khỏe của tôi mỗi ngày mỗi suy giảm theo tuổi tác và thời gian, trong khi nhu cầu bức thiết là giáo hội phải duy trì mạng mạch Phật pháp để ngọn đèn chánh pháp không bị lu mờ, quen hố và mãi mãi trường tồn, nay quyết định điều một, dù trong hoàn cảnh khó khăn đến tột cùng, nhưng giáo hội cần phải duy trì mạng mạch Phật pháp qua sự lãnh đạo của Viện Tăng Thống. Điều hai, thỉnh cử Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ thay tôi đứng đầu vào vị trí của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong tương lai. Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủy thác trọng trách này, cũng như trao toàn quyền cho Hòa Thượng Tuệ Sĩ điều hành mọi hoạt động của giáo hội. Điều ba, bất cứ lúc nào khi hội đủ điều kiện thuận duyên, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ thay mặt Viện Tăng Thống triệu tập đại hội bất thường để bầu cử nhân sự mới cho tất cả các chức vụ trong Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Điều 4, kể từ ngày ban hành quyết định này, mọi hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đều do Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đảm nhiệm và điều hành. Điều 5, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 6, văn phòng Viện Tăng Thống và hội viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương chiếu theo nhiệm vụ mà thi hành quyết định này. Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, ngày 24 tháng 5 năm 2019, tức ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Hợi, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Sa Môn Thích Quảng Độ ẩn kỷ. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong và ngoài nước. Vừa rồi quý vị đã nghe quyết định và ý hùng của Hòa Thượng. Bây giờ vì bệnh duyên của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ vắng mặt, nên đã ủy thác cho Hòa Thượng Thích Nguyên Lý thay mặt khâm tôn quyết định của Đức Tăng Thống, được sự kiểm nghiệm của Tam Bảo, của Trịnh Đại Tổ Sư, Trịnh Đại Tăng Thống, giảng lên Hòa Thượng Ấn Sư, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý đọc lời khâm tôn của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ phụng hành trách nhiệm điều hành Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kể từ hôm nay ngày 26 tháng 3 năm Canh Tý, tức là ngày 18 tháng 4 năm 2020, cung kính Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Mình xa ra chút xíu để quay cái hình ông đại sĩ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Viện Tăng Thống thân thừa quyết định của Đệ Ngũ Tăng Thống ý thác quyền điều hành Viện Tăng Thống. Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, khâm thừa quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, tôi tỳ kheo Thích Tuệ Sĩ tự xét chướng thân huệ hiểu, nhưng tôi dám nghiêm
vô khả lại hà. Nay phú phục đê đầu phụng chỉ, sông lê hiện tại tôi thâm cung ly nhược, tứ đại bất hòa, chính e trọng nhiệm khó thành. Vậy nay kính thỉnh hòa thượng Thích Nguyên Lý hiệp trợ, đồng diêu tâm báo trì tổ ấm, khâm thừa ý thác y giáo phụng hành, nguyện nguyện chư tôn hòa thượng chúng tri. Thị Nguyện An Phật lịch 2563 tháng 3 ngày 15 tự sĩ ký tên. Kính bạch dạ linh hòa thượng công sư, kính bạch chư tôn đức và toàn thể các Phật tử, nhận trách nhiệm vô cùng cao cả nhưng có lòng nặng nề. Điều hành giáo hội không phải chỉ có ngôn ngữ. Cảm động nhất, trước đây tại chùa Trung Bồ Huệ, hòa thượng đệ tử Tăng Thống Thích Huyền Quang được giảng lên đài hòa thượng đệ tam Tăng Thống Thích Đông Hậu đã phù phục nhận ấn ký để tiếp tục điều hành Phật sự lãnh đạo giáo hội. Nay hòa thượng đề ngũ Tăng Thống trao quyền lại ấn ký, thể hiện sự trao quyền trách nhiệm điều hành giáo hội cho hòa thượng Huệ Sĩ. Chúng con thành tâm đúng ra hình chữ công đức trường làm hòa thượng chứng minh trao quyền ấn ký quyền Tăng Thống cho hòa thượng Thích Nguyên Lý thay mặt hòa thượng Thích Huệ Sĩ phục hành. Nhưng hoàn cảnh quá ư nhiêu khê, chư tôn hòa thượng đào cao đạp trượng, tuổi già sức yếu, đến giờ phút này vẫn không thể có mặt ở tại Từ Miếu để chứng minh cuộc đời. Do đó chúng con chỉ hướng đến giả linh hòa thượng ân sư cho phép chúng con có phương tiện cúng thiền hòa thượng Thích Nguyên Lý, đành lễ giả linh hòa thượng ân sư để nhận ấn ký thay mặt hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, cúng thiền hòa thượng Thích Nguyên Lý, đành lễ giả linh hòa thượng ân sư mà nhận ấn ký. Toàn thể các Phật tử, phương trưởng Thanh Minh
còn lưu hình lão hạ. Thiền đường tự hiểu chưa ẩm giảm cổ tùng, thể sự đá đoan đảo điên nhân ngã, cõi đời phiền trượt đổ kỳ tuôn trắng. Kính bạch đã đến hoàn thượng thông sinh, ngài đã biết vì vô thường là thế, nhưng chúng con sao khỏi trần mạo. Tán đề ngài kẻ có người không, vì hoàn cảnh khó khăn xa gần đều thương thảo. Lệ thương nghiệm đơn sơ của chúng con hôm nay vì dịch bệnh hoàn hành, những lòng thành của chúng con kính ngưỡng thì chẳng hề phán nhạc. Pháp đệ chỉ âm thầm trong ta tưởng nhớ, lệ chúng ta ngài thành lệ xuất động biết thành vật. Và hôm nay lệ thường niệm truyền giáo ân kiến và công tuyên giáo chỉ của hòa thượng tăng thống, kính xin mời hòa thượng Thích Hương Ni được quy tháp của hòa thượng Tuệ Sư đội trước giảng linh của hòa thượng Ấn Sư để cùng tán thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chân đời cảm niệm ân sư. Cảm niệm ân sư tấm lòng nhân lễ tưởng niệm trung thất tưởng đạo Thích Nguyễn Độ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch tố hòa thượng ân sư, thang ơi nước chảy đôi dòng phiền không bến đổ. Nước chảy đôi dòng, dòng lệ dòng đời hay dòng sông đất khổ, phiền không bến đổ, bến này bến nọ hay bến bãi phù hư, dòng nào rồi cũng trở thành biển tánh tỳ lô, biển nào rồi cũng bước lên bờ tâm bát nhã. Nhưng giữa cuồn cuộn sóng trào của thị phi nhân ngã, của thế lực cường quyền, con thuyền lầm mập nhồi trên ngọn sóng, bọc hoa tiêu vẫn giữ vững tay trèo kiên trung và vô ý. Đó là hình ảnh tuyệt trù của bậc cao tăng Phật giáo Việt Nam giữa ba đào thế thái. Trưởng lão Thích Quảng Độ, Đức Đề Ngũ Tăng Thống, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhớ giác linh xưa ngày 27 tháng 11 năm 1928, Mậu Thìn, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Thác Chấp, quân thủy tam thiêu cổ động thành thể trong tâm siêu phương xuất thế, pháp môn tám vạn lưu xuất, nền trang hành giả ẩn mật tiêu trù, đường lúc quê hương khói lửa mịt mù, giữa chốn trồng lao đa đoan triền phượng. Người lên đường hành quốc, mấy năm vong du xứ Ấn, tìm lại yên nguyên chánh pháp, rồi khi đất nước sạch bóng thực dân, đạo lý dân tộc, tưởng có cơ duyên tái lập. Nhưng cùng lúc ấy, tham vọng bao quyền chia hai thế giới, đang đẩy dân Việt vào một cuộc chiến phân biệt tương tàn, được khoác cho danh hiệu tiền phong của những ý thức hệ không tưởng, và một thiên đường hạ giới độc tôn. Bây giờ ngài trở về Nam góp sức cùng chư tôn phục hưng chánh pháp,
khơi lại cội nguồn đạo lý tổ tiên, hướng đi văn hóa giáo dục, dựng lại những gì đã sụp đổ, rồi thế hệ tương lai xây dựng đất nước trong hòa bình an lạc. Dân tộc Bắc Nam cũng chung một hướng. Không bao lâu, tháng ngày 1963 bùng nổ, tăng đồ các nước lao tù, ngài bị bắt giam, bị tra tấn tàn bạo. Sau khi qua cơn phát nạn, ngài cùng với các hàng tri thức Phật giáo miền Nam tăng cộng liên tục trong môi trường giáo dục đại học, hiện được xây dựng phát huy truyền thống dân tộc trước nguy cơ xâm thực của chủ nghĩa vô thần và độc thần đang làm tan rã từng người dân tộc Bắc Nam. Năm 1974, tại đại hội kỳ 6, ngài được đề cử đương vị đương vị tổng thư ký Điều Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Với tổ chức quy mô rộng lớn của giáo hội, đây là lúc ngài có thể làm việc nói đưa những thành tựu văn hóa giáo dục từ đại học vào thực tế xã hội, làm cơ sở xây dựng đất nước. Thành tựu ấy chưa được bao lâu, đất nước thống nhất, hòa bình tái lập, với chính sách cai trị khắc nghiệt của chế độ vô sản kiên chính, và cả nước lâm vào cảnh đói nghèo gần như tuyệt vọng. Hàng vạn người bỏ nước ra đi, mặc cho số mạng trước ba đào sông Dữ. Đây là lúc chính sách nhất tăng nhất tự được ban hành, các cơ sở giáo dục và từ thiện của Phật giáo bị giải tán, tịch thu, chùa chiền được xung tâm làm cơ sở hợp tác xã. Phật giáo Việt Nam được đặt dưới viễn ảnh của miền Bắc. Phật giáo bị phản pháp trong những hủ tục mê tín dị đoan. Trong cương vị lãnh đạo với danh hiệu tổng thư ký, ngài vẫn giữ lập trường không quốc phục cường quyền, không giải tán cơ cấu giáo hội để trở thành một chùa nhỏ trong bụng người Sài Gòn. Sau gần 10 năm thống chế, bạo lực không thể quốc phục, quán đại Phật tử tiến tâm bất thôi. Chính quyền thay đổi sách lược, một giáo hội mới được thành lập, thay thế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với tư cách là thành viên của mặt trận Tổ quốc, tổ chức ngoại biên của Đảng Cộng sản để tập hợp quần chúng, làm chỗ dựa vững chắc cái chế độ trong quần chúng. Hòa thượng vẫn kiên trì đường lối của giáo hội, không xuất phụ quyền thế, không là thành viên cho bất cứ một tổ chức chính trị nào. Từ đó, hòa thượng Đức Thành động lực chống lại chính sách dùng Phật giáo như là một công cụ bảo vệ chế độ. Cũng từ đó đến năm 1998, ngài trải qua các thời lưu đày nghiệp sứ, bị quán thúc tại gia, bị tù đầy trong các lao tù từ Nam cho đến Bắc. Năm 1998, dưới chế độ của những vận động quy mô trong các phong trào nhân quyền tự do tôn giáo trên thế giới, chính quyền phải phóng thích hòa thượng. Tuy trở về đời sống sinh hoạt bình thường, nhưng ngài vẫn bị chính quyền cô lập, quản chế nghiêm ngặt bằng khẩu lệnh tại một ngôi chùa giữa trung tâm Sài Gòn. Định lực vô ý, ngài cùng với hòa thượng Huyền Quang kiên trì lập trường của giáo hội, vận động phục hợp giáo hội, triệu tập đại hội tán bất thường tại Hoa Kỳ với sự tham gia của các vị tôn túc vốn là thành viên của giáo hội đang lưu vong tại các nước Mỹ, Canada, Úc, châu Âu. Từ đại hội này, hòa thượng Thích Huyền Quang
Lục Sĩ Tôn bị xử lý viện tân thống, Hòa Thượng Thích Đức Nhuận có vấn ban chỉ đạo viện hỏi đạo, Hòa Thượng Thích Bản Độ viện trưởng viện hỏi đạo, Thượng Tọa Thích Cơ Sĩ phó viện trưởng viện hỏi đạo kiêm tổng thư ký viện hỏi đạo. Giáo hội được khôi phục tuy chỉ với cơ sở không, nhưng trong thực tế đã xứng đáng với vai trò lãnh đạo trong sứ mệnh đấu tranh cho phẩm giá con người. Cho đến tháng 10 năm 2003, sau đại hội bất thường tại tu viện Nguyên Thiều, cơ cấu giáo hội gồm cả hai viện được hòa bị, Hòa Thượng Thích Huyền Quang chính thức được suy tôn vương vị đệ tứ tăng thống, Hòa Thượng Thích Bến Độ viện trưởng viện hỏi đạo. Tiếng nói của giáo hội đã gây ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước, trong các cộng đồng tự do nhân quyền trên thế giới. Sau khi Hòa Thượng Thích Huyền Quang tự tứ tăng thống viên tịch năm 2008, Hội đồng trưởng lão viện tăng thống suy tôn ngài đăng lâm pháp tịch ngôi vị đệ ngũ tăng thống. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong cương vị lãnh đạo tối cao của giáo hội, ngài đã đơn thân hướng đạo con thuyền chánh pháp không bị lạc lối. Thời gian qua, con thuyền chánh pháp trong tính cách vòng nước lửa nghiêng, nhân tâm ly tán, bao độ cả tan cả nở nụ, mấy mùa lúa rụng lúa đơm bông, năm tháng mỏi mòn đầu đã hạt, còn chút lòng son lưỡi núi sông. Tháng 10 năm 2018, ngài rời khỏi Thanh Minh Thiền Viện, nơi gắn bó bao năm trước và sau danh phận tù đầy, trở về với cũ Thái Bình. Hai tháng sau, ngài trở lại Sài Gòn, cư trú tại chùa Từ Hiếu cho đến ngày viên tịch. Dự tri thời trí, trước khi viên tịch, ngài đã ban hành cái giáo chỉ ổn định sinh hoạt giáo hội cùng với di chúc và ý thác sứ mệnh cho người quê thừa mà ngài tin tưởng và chọn lựa, ngưỡng mộ giác linh hòa thượng. Hình hài xưa đã cháy, còn lại bác tro tàn với y nghiêm đạo thống, xin nguyện giữ phương duy ô hô phương trưởng thanh minh còn lưu hình lão hạt. Thiền đường Từ Hiếu cho ẩn giáng tổ tùng, thế sự đa đoan đảo điên nhân ngã, quẩy đầu phiền trượt đô kỵ tương tranh. Người đã đến và đã đi, đi trong quẩy tịch nhiên vô trụ, mà vẫn thường trụ trong lòng đất khổ. Cho cốt của người theo di nguyện sẽ hóa vào đại dương cùng với sóng cả biển đông, theo thuyền cứu độ cứu khổ của Bồ Tát Nam Hải. Bóng dáng uy nghiêm đã khuất, âm dung còn phản phất không chỉ trong lòng những kẻ hữu duyên, mà trong cả Phật giáo Việt Nam, trong cả tự tình dân tộc. Giữa im lặng hồn nhiên, lòng người thổn thức, kính tiễn bậc cao tăng du phương trong vô trụ xứ, xin dâng ba lạy này, nguyện nguyện một lòng tâm tan kính người giác linh, người cao đăng Phật gốc. Nam mô Việt Nam Phật giáo Thống Nhất Giáo hội đệ ngũ tăng thống Thượng Quán Hà Độ trưởng lão Hòa Thượng giác linh Thủy Từ Nhã Giáng, khế thủ lễ túc giác linh Hòa Thượng Sa Môn Thị Lộc Tỳ Kheo Thích Tuệ Sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Tôn Đức, kính bạch giác linh Hòa Thượng Tôn Sư.
trong hiệu chân lời mở đầu của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không đặt sự tồn tại của mình lên nguyên vị cả biệt, mà đặt sự tồn tại của mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại. Như vậy, dân tộc Việt Nam còn, giáo hội Phật giáo Việt Nam còn, nhân loại còn, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất còn. Mục đích đó, tôn chỉ đó vẫn mãi mãi được sửa ấm và nuôi dưỡng trong tim của chúng con, trong tim của chúng ta. Chương trình đã viết mạc, kính thỉnh mời chư tôn đức và toàn thể cả thượng tư đồng tùng mời đại nguyện của ngài Phổ Hiền và thượng tử Hoàng Thế Huyền để thể hiện bồ đề tâm bất thối. Để rửa mặt lên chút rửa
thầy ngửa mặt lên, thầy xúc động quá nên cho nên ngửa mặt gì nổi gì. Mừng quá mừng ngày xưa. Thôi anh em mình cùng xin ra bố. Quý ông bố ông đứng thế này, quý con đứng như này cho nó. Dạ, cho nó bỏ lỡ. Cố định để cho mình. Chịp thầy gặp đây. Ông bố thầy mất, bố thầy mất. Bức những bức tranh lịch sử. Dạ, bố ông đứng ra là ông bố cùng nhá. Dạ, bố cùng sao mà đâu ấy. Này hai 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 ông đứng thăm quên. Hai ông đứng thăm quên. Thầy đứng thăm, đã được phát đứng lên, thầy đứng lên. Thầy đẹp lắm. Dạ, thỉnh quý thầy đứng xích vô. Dạ thầy vô luôn, dạ thầy vô luôn đi, dạ thầy đứng lên con lập cân cho con.